Bạch Lộc gây ám ảnh với cảnh khóc trong Châu Xin Như Cố nhưng vẫn thua mỹ nhân này. Trong những bộ phim cổ trang hoa ngữ ngược luyến tàn tâm, những phân đoạn đắt giá nhất luôn là cảnh khóc hết nước mắt của dàn mỹ nhân Cbiz. Nếu như cách đây hơn 10 năm về trước, Châu Tấn, Tôn Lệ được xem là những mỹ nhân có khả năng diễn xuất đỉnh cao nhờ sở hữu đôi mắt biết nói, thì giờ đây, không ít những nữ diễn viên trẻ cũng được đánh giá chẳng thua kém gì lớp đàn chị mỗi khi họ xuất chiêu đóng cảnh rơi lệ. Theo đó, khi đã hóa thân vào nhân vật trong phim, những mỹ nhân này diễn cảnh nào ăn cảnh đó. Thậm chí khi họ rơi lệ cũng sẽ khiến khán giả muốn khóc theo vì cảm xúc đẩy lên cao trào. Bạch Lộc, dù Châu Xin Như Cố đã kết thúc, nhưng Bạch Lộc vẫn được ca ngợi không ngớt vì màn thể hiện xuất thần của mình qua vai diễn Thôi Thời Nghi. Có thể nói, vai diễn này đã giúp Bạch Lộc bộc lộ hết khả năng diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh đòi hỏi diễn viên phải bộc lộ cảm xúc đau đớn dữ dội. Trong tập cuối của Châu Xin Như Cố, Châu Sinh Thần bị vu oan mưu phản, chịu hình phạt lóc xương. Thời Nghi do Bạch Lộc thủ vai, sau khi nhận được bức huyết thư của Châu Sinh Thần đã quyết định nhảy thành tự vẫn. Trong đó, phân cảnh Thời Nghi khóc thảm khi nhận được hung tin đã lấy đi nước mắt của vô vàn khán giả. Không đau đớn gào thét, Thời Nghi trong phân cảnh này khiến người xem đau thấu tâm can khi diễn cảnh khóc không thành tiếng, nước mắt rơi trong bất lực khiến cao trào cảm xúc được đẩy đến tột độ. Phân cảnh đắt giá này chính là màn thử thách diễn xuất đầy kịch tính đối với Bạch Lộc. Phân cảnh bi thương này của Bạch Lộc đã nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng. Quá lợi hại rồi, không cần xem phim, chỉ cần nhìn ảnh khóc thôi cũng cảm nhận được nỗi đau thấu xương của Thời Nghi. Đúng, chính nó, chính là biểu cảm lột tả loại cảm xúc đau đớn tột cùng. Không xem lấy một tập phim nhưng vừa xem được đoạn Thời Nghi khóc liền cảm nhận được sự bi thương trong tâm hồn, thể xác lẫn khung cảnh. Đàm Tùng Vận, sở hữu một ngoại hình trẻ hơn so với tuổi thực, nhưng không thể phủ nhận rằng lối diễn xuất của Đàm Tùng Vận thật sự rất sắc sảo. Khuôn mặt baby ngày nào đã hóa thành một ánh mắt tràn ngập bi thương ở cẩm tâm tự ngọc. Năng lực diễn xuất của nữ diễn viên 9X từ trước đến nay vốn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Suốt nhiều năm đóng phim, Đàm Tùng Vận đã thể hiện nhiều vai diễn có màu sắc đa dạng. Đặc biệt, những phân cảnh khóc đều được ngôi sao lấy danh nghĩa người nhà, xử lý rất ngọt và tự nhiên. Từ cách nhíu mày, nấc nhẹ hay ánh mắt sâu thẳm trong lúc khóc đều được Đàm Tùng Vận thể hiện vô cùng chân thật và chạm đến cảm xúc người xem, không hề tạo cảm giác như đang diễn. Đặc biệt, cảnh khóc đắt giá trong tác phẩm Cẩm Tâm Tự Ngọc là minh chứng cho năng lực biểu đạt cảm xúc của mỹ nhân họ Đàm, Lý Thấm. Tuy không nổi đình nổi đám nhưng phần đông khán giả đều công nhận Lý Thấm có năng lực diễn xuất thuộc hàng nổi bật trong các tiểu hoa đáng hiện nay. Do vậy, các cảnh khóc được cô diễn khá thuyết phục và lột tả trọn vẹn cảm xúc cùng nỗi đau nhân vật đang gánh chịu. Trong Sở Kiều Truyện, nhân vật Nguyên Thuần do cô thể hiện nhí nhảnh đáng yêu, một nàng công chúa tinh nghịch, nhưng khi đến cảnh khóc thì cũng vô cùng xúc động. Không chỉ có khả năng nhập vai cực kỳ ấn tượng, mà cảnh khóc của Lý Thấm khiến khán giả cảm nhận được sự bi ai, đau khổ, cả phẫn nộ và hận thù. Ở phần cảnh này, nàng Nguyên Thuần nước mắt cứ thế mà tuôn ra, từ giọng cười đau đớn đến nước mắt đẫm lệ đều vô cùng chân thật. Thậm chí nhiều người xem còn cho rằng cô nàng không hề kém cạnh với nhân vật chính trong tác phẩm này. Từ Sở Kiều Truyện cho đến Lan Điện Hạ, Lý Thấm đã khóc rất nhiều lần và mỗi cảnh khóc lại mang đến rất nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả. Đặc biệt là cảnh Lý Thấm bật khóc khi bị người yêu thương nhất bỏ rơi trong lúc đại hôn đã chạm đến trái tim người xem. Dương Tử. Dương Tử là một trong số ít diễn viên 9X thành công chạm đến trái tim khán giả qua những cảnh khóc và được nhận xét là sao nữ có cảnh khóc đỉnh nhất trên màn ảnh. Từ cổ trang cho đến hiện tại, Dương Tử đều gây ấn tượng qua hàng loạt tình tiết rơi lệ xúc động. Cảnh khóc của cô luôn trở thành đề tài được cư dân mạng bàn luận và lên hot search Weibo. Với lối diễn tự nhiên linh hoạt và nhập vai hết mình, nữ diễn viên xử lý tốt các cảnh khóc nhẹ nhàng lẫn các cảnh đòi hỏi kết hợp hành động và cảm xúc mãnh liệt. Mỗi lần Dương Tử đổ lệ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bản thân cô nhập tâm vào nhân vật xuất sắc và cố hồn, giống như trong tiểu thuyết mô tả. Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương hay Liệt Hỏa Anh Hùng đều mang đến một sự chú ý nhất định với những cảnh khóc được đánh giá gây xúc động mạnh. Lối diễn xuất của Dương Tử không quá nặng nề khi diễn cảnh bi, chỉ là không ngừng rơi nước mắt khiến người xem thương tâm. Khi khóc cũng vẫn kiểm soát được khuôn mặt xinh đẹp.